trong lúc này á, mọi người trên thế giới luôn á nha, nhất là nước Việt Nam, mà người mà khôn nhất á, mà thuần nhất, đừng có bướng bỉnh cứng đầu á. Thứ nhất là chuẩn bị gạo, gạo hay đồ ăn trong nhà hay là những cái lương khô gì đó, đó là thứ nhất. Thứ hai, chuẩn bị những cái vật chất cũng giống như những cái gì mà hiện hữu được, có giống như tiền đô hay là vàng đó. Thứ ba, một mớ thuốc, thuốc uống á, để mà lỡ như ấy, tại vì khi mà thế giới nó sẽ bùng nổ một cái cuộc chiến tranh lớn thì nó tất cả mọi thứ ứ động hết, thì những cái đó mình chỉ có giúp được mình trong một khoảng thời gian không biết là bao lâu á. Không chữ bác không thấy hồi xưa con thông báo năm 2018 vụ Covid ở Costco cũng đóng cửa đó. Thì mình nó mới là cái số mà lọt lại mà vậy, thật chỉ có một thôi, chính là rớt hết rồi, 10 chết 7 còn 3. Ngay trong gia đình mình nó nói con cái nói nó không có tin đâu. Mua gạo vậy lắm. Nhưng mà mấy cái người mà lì như vậy á, kêu tới con chỉ đánh stock loại nào trúng là bảo đảm trúng 3 lần cái là khoái lên liền. Tại vì họ còn tham, họ không tin thôi. Nhưng mà con là người như thế nào là đa số mà có nhiều người biết, thì con nói gì cũng là cũng trúng hết. Tại sao con nói chuyện thế giới trúng thì cái stock con nói không trúng chứ. Con kêu Việt Nam đi mua vàng, bây giờ vàng gấp đôi, bây giờ ai nghe lời cũng giàu quá. Cái vấn đề tin không tin, bất linh là do cái nhã của mình. Cái vấn đề quan trọng là nhìn cái thực tế đi. Bao nhiêu những gì con nói bao nhiêu năm nay nó trúng bao nhiêu phần trăm, 95%. Rồi bao nhiêu chuyện thiên tai địa chấn khắp thế giới, rồi những mục đích của con đó là chỉ mong người ta thay đổi giờ chót, đó là cha mẹ muốn, chư Phật muốn. Và chỉ mong tất cả mọi chúng ta phải hiểu là cuộc đời này là vô thường lắm, nó không có gì gọi là chắc ăn hết trơn á, đừng có ham tiền ham của nữa, mà phải sống bằng tình thương. Và đồng thời nhân loại sắp sửa qua một cái thời kỳ cực kỳ sung sướng là thời của Phật Di Lặc, thì mong mọi người còn sống tiếp tục để qua vào thời kỳ đó. Đó là mục đích của con lên nói vậy thôi. Ngoài ra con không có mục đích gì khác hết, cũng không có vụ lợi, cũng chẳng có muốn gây tiếng tăm nổi tiếng gì hết. Càng nổi tiếng thì cũng có nhiều người ghét. Thì mấy ông thầy trong chùa phải nói như vậy thì Phật tử bắt đầu mới nuôi mấy ổng thêm nửa tỷ năm nữa. Chứ còn nếu mà ổng mà không nói vậy, Phật tử làm gì cúng dường ổng nửa tỷ năm nữa. Phật Di Lặc kêu mình tự đốt đuốc đi nha, tự tu ở nhà, tự đốt đuốc đi, vô chùa cái gì mình cũng lệ thuộc ông thầy, ông thầy chỉ đi xuống địa ngục cũng đi theo. Hồi bữa vụ mà lễ 15 tháng 7 là lễ Vu Lan không, lễ đi trên cái clip á, một đống mấy con cá vừa thả xuống chết queo hết. Cứ nghĩa là đi cứ nghĩa là mình phóng sanh làm từ thiện, nhưng mà khi cá thả xuống nước không biết cái nước nó bị gì á, xuống chết hết. Ừ? Ở đâu ngoài Bắc bữa có cái clip này. Rồi đi thả chim, tự nhiên cái con chim á, ngay ngày đó nó bắt ở đóng tới, rồi nó chặt cánh, chim đâu có bay được, rồi phải nhốt khoảng 4-5 ngày, rồi là bán ra chợ. Trong thời gian chỉ cần thả 1 triệu con chim mà ra mà chỉ cần 2 con chết thôi là mình cũng bị cái nghiệp rồi. Thả đại đi, đâu có cần phải quay phim, đâu có cần phải chờ ngày chờ gì đâu. Làm những cái gì mà việc thiện á, mình nghĩ ra được là mình làm liền, đừng có bao giờ chần chờ. Còn mình làm cái việc gì mà ác á, mình phải suy nghĩ lại 24 tiếng.
Nó là chuyện đơn giản thôi, đâu có cần phải chờ đúng ngày rồi bắt đóng can đóng chim mà thả rồi chết hết. Hay vô lý, con làm gì mà đúng là con làm liền lập tức. Cái đó là phóng tử chứ không phải phóng sanh. Ta nói là đúng rồi đó, ta nói phóng tử.